bạn vĩnh viễn chẳng thể biết. Qua miệng người khác, bạn được thiên biến vạn hóa thành bao nhiêu phiên bản. Bạn cũng không thể biết người khác vì muốn bênh vực bản thân mà nói bạn tồi tệ đến mức nào. Trong những tình huống đó, việc bạn có thể làm là không chấp, càng không nên ra mặt giải thích với bất cứ ai. Người hiểu bạn mãi mãi sẽ tin tưởng bạn. Nếu bạn không mù, vậy hãy đừng nhận thức về tôi qua miệng của người khác. Bạn sống trên đời không phải chỉ để lấy lòng người khác, cũng không phải chỉ để khoe khoang bản thân. Chẳng mấy ai thực sự quan tâm đến điều đó. Thậm chí những người chế giễu bạn còn nhiều hơn những người tán dương. Hãy cứ sống đúng với bản thân. Bạn ưu việt, môi trường, con người xung quanh bạn tự nhiên cũng sẽ được ưu việt hóa. Con người vốn dĩ hay đeo mặt nạ để bước vào tình yêu. Vì sao lại như vậy? Bởi vì khi yêu, chúng ta chỉ cố gắng thể hiện ra mặt ưu tú của bản thân. Nhưng cần phải nhận thức đúng đắn rằng, nếu bạn muốn chấp nhận một con người, bạn không chỉ yêu những gì tốt đẹp của người đó, mà sau khi nhìn thấu những điểm bình thường, thậm chí là thói xấu của họ, bạn vẫn chấp nhận yêu thương. Chúng ta cứ đi mãi sẽ cảm thấy đối phương thay đổi. Thực ra, chúng ta chẳng ai thay đổi cả, chỉ là chúng ta đang tiếp cận nét chân thực nhất của đối phương mà thôi. Nếu thường xuyên nhìn thấy những người ưu tú hơn mình, điều đó cho thấy bạn đang trên đường lên dốc. Còn nếu thường xuyên nhìn thấy những người không bằng mình, điều đó cho thấy bạn đang xuống dốc. Thay vì oán thán, thà thay đổi cách nghĩ, mọi chuyện sẽ bớt nặng nề đi rất nhiều. Khi khóc không ai dỗ, bạn sẽ học được hai chữ mạnh mẽ. Khi sợ không có ai ở bên, bạn sẽ học được hai chữ dũng cảm. Khi phiền muộn không ai hỏi, bạn sẽ học được cách chấp nhận. Khi mệt mỏi không có chỗ dựa dẫm, bạn sẽ học được cách tự lập. Cứ như thế, bạn đã tìm được bản thân, rằng thì ra mình cũng thật ưu tú. Đáng quý hơn nữa là, trên thế giới này, bạn chỉ có một mà thôi, bạn là duy nhất, bạn hoàn toàn khác biệt. Càng trưởng thành, bạn sẽ càng biết cách sống sâu sắc hơn, trầm lắng hơn, chắc chắn hơn, bởi bạn biết rằng, trên thế giới này, không chỉ có mình bạn tồn tại. Làm người cần tĩnh mặc, không nói xấu người khác, chú trọng hoàn thiện bản thân là được. Có rất nhiều việc bạn cho rằng chúng thực sự là việc rất lớn, nhưng khi bạn vội vã tìm đến người khác để chia sẻ, trong mắt họ đó cũng chỉ là việc nhỏ, cùng lắm họ sẽ chỉ bình thản tiếp lời bạn. Nguyên nhân là bởi họ không phải là bạn, họ không thể cảm nhận được thứ cảm xúc đang rất mạnh trong bạn. Cho đến một ngày bạn cảm thấy không cần phải đem chuyện của mình nói với người khác nữa. Chính lúc đó bạn đã cứu được chính mình. Khi tôi đỡ bạn, bạn sẽ là chiếc cốc lành lặn. Khi tôi buông tay, bạn chỉ còn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Bất luận là người yêu hay bạn bè, đáng trân trọng nhất chính là những người luôn ở cạnh ta khi ta buồn đau. Trân trọng những người thường xuyên làm bạn vui. Điều đó cho thấy trong lòng người đó bạn có một vị trí nhất định. Và cũng đừng quên trân trọng người đầu tiên phát hiện ra bạn buồn. Hãy coi mỗi ngày thức dậy là một cuộc sống mới, với tâm thế háo hức như một em bé mới tập đi.